dậy. Cả hai là về phải giáo dục lại. Đó. Đi về tầm này đéo dậy nữa. Tầm này có bỏ thôi. Đúng rồi, mày cầm cái quả tờ con số 5 đấy cẩn thận nhá. Nãy giờ chưa mất rồi, bây giờ không mất được nữa đâu. Tiếng tôi vang rừng núi. Bay bẩn lại giờ. Sao không ai trả lời? À, phải đi. Đừng ai trình diễn nghệ thuật đi. Hấp tiếp đi. Nó cười cái đó. Rồi đừng quay tao nữa. Quay mọi người đi. Chúng tôi có thể in lên mọi chất liệu khác nhau như áo phông, cốc gốm sứ, đá pha lê. Với tay nghề Photoshop của chúng tôi sẽ thiết kế cho bạn một món quà vừa độc vừa lạ, vừa ấn tượng, lại vừa ý nghĩa để dành tặng cho gia đình, bạn bè và người thân. Đến với chúng tôi bạn sẽ không phải đợi lâu. Các bác sĩ ở đây còn giữ luôn nhiệm vụ làm bạn chia sẻ phần cơm với các bệnh nhân lớn tuổi. Mình đã bệnh rồi mà bác sĩ họ bỏ anh đó. Xin chào tất cả các con, xin chào tất cả các con vợ nhé. Ở đây vui vẻ mà miễn phí nữa. Thấy nhà người ta có kết quả. Cô là con người ta có kết quả. Chúng tôi sẽ giúp bạn lưu giữ những khoảnh khắc cùng gia đình và người thân một cách tuyệt vời nhất. Với tay nghề Photoshop của chúng tôi sẽ thiết kế cho bạn một món quà vừa độc vừa lạ, vừa ấn tượng, lại vừa ý nghĩa để dành tặng cho gia đình. Chúng mời anh chị cô bác nhân dân đến cửa hàng đại giá chúng tôi chỉ với 20.000 đồng tiền đôi anh lo đấy. Ngạt cố đua cu về cu chạy lên tận đây rồi này đấy. Giỏi nhỉ. Đấy.
sức khỏe. 50.000 đồng 4 là bánh đấy. Còn đấy 50.000 ba gói anh ơi. Đấy. Còn đấy thế 50.000 ba gói đây là một sách này. Ba gói đây. Đấy, lấy cái đấy được. Còn cái này là 50.000 đồng sách. 4 rồi. Hát chỉ ôi. Đấy, có đô tôi tải rau nữa. Đây là ô tô đâm đít kìa. Cái này bán lão cô. Cái gì? Giá bà bán nhiêu? Cái gì? Không cho hỏi thế thôi. Cháu phóng sinh đi em. Đi lại đây cô bán cho một con. Cháu ơi. Bây giờ phòng sinh chuột vào ngay này mẹ em bơi ra đỏ ấy. Buồn ra đỏ thả cái mẹ nước phòng sinh. Đồ chơi ba đô tứ sách của túi có không một thùng qua thỏa ba chỉ được cho một lần.